Kính thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 1910, 8 tháng 3 2022 và 1982 năm Ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Hội Liên Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2022 do Trung ương Hội phát động, nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của áo dài Việt Nam, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ hội viên phụ nữ trong việc giữ gìn phát huy di sản văn hóa áo dài Việt Nam. Song song đó, các cấp hội phụ nữ tích cực thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Để tuần lễ áo dài diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3 năm 2022, nhận được sự hưởng ứng tạo tính lan tỏa rộng khắp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đề nghị các đơn vị trực thuộc vận động cán bộ hội, hội viên phụ nữ, nữ công chức, viên chức hưởng ứng sự kiện bằng nhiều hoạt động thiết thực. Bà Kim Thị Minh Quyệt, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh cho biết, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 hàng năm là dịp để các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp trong các tầng lớp phụ nữ bằng nhiều hoạt động thiết thực để mọi người hiểu rõ về ý nghĩa lịch sử, truyền thống vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tinh thần đoàn kết đấu tranh của phụ nữ thế giới, truyền thống của dân tộc và phụ nữ Việt Nam. Thực hiện cái công văn chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội, để mà thiết thực lập thành tích chào mừng thành công đại hội, đồng thời thì tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ cho cán bộ hội viên phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Hội phụ nữ tỉnh cũng tập trung triển khai chỉ đạo các cấp hội thực hiện các hoạt động cụ thể như sau. Thứ nhất là hưởng ứng tuần lễ áo dài từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3 nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm giữ gìn phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng chỉ đạo các cấp hội hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động thiết thực cụ thể, phù hợp, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan đơn vị nơi công tác. Đồng thời cũng đẩy mạnh tuyên truyền các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông xã hội. Bên ngoài ra thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng trao đổi với lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, phát động trong cán bộ, nữ công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tuần lễ áo dài trong điều kiện phù hợp, mặc áo dài tại nơi công sở hoặc tham gia các sự kiện do địa phương đơn vị tổ chức nhằm quảng bá nét đẹp của phụ nữ với trang phục áo dài và khẳng định giá trị vị thế của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm phải giữ gìn và phát huy giá trị của áo dài trong mỗi người phụ nữ. Thì nội dung thứ hai là phát động các cấp hội và hội viên phụ nữ tỉnh hưởng ứng trồng cây xanh, khuyến khích mỗi cán bộ hội viên phụ nữ trồng một cây xanh, mỗi cơ sở hội thực hiện trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, góp phần thực hiện nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Cái thứ ba thì phát động các cấp hội, cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân trong tỉnh nhắn tin ủng hộ xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên cương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 28 tháng 4 với khách sạn là BC gửi 1406 thì mỗi tin nhắn là 20.000 đồng. Không chỉ riêng trong tuần lễ áo dài diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh khuyến khích nữ cán bộ công chức viên chức người lao động, hội viên phụ nữ các cấp mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan đơn vị, các hoạt động cộng đồng, vận động mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh vẻ đẹp, giá trị văn hóa áo dài, di sản văn hóa Việt Nam, góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam nơi công tác, học tập và trong cộng đồng. Tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động với mục đích nhằm để khơi dậy cũng như là cái phát huy cái tinh thần giữ gìn bản sắc văn hóa của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại hiện nay. Thì bên cạnh đó thì áo dài được phụ nữ Việt Nam hưởng ứng qua các cái hoạt động tham gia các sự kiện. Cho phát động tuần lễ áo dài thì mang rất nhiều ý nghĩa. Mình truyền bá được cái áo dài của Việt Nam, rồi đến các cán bộ hội viên giống như là ở trong xã cũng như là bạn bè ở cho các xã khác thì biết. Qua cùng khí thế sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13,
Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh thực hiện, trao tặng nguồn lực cho xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An là một hoạt động ý nghĩa. Theo đó, các đơn vị đã tặng nhiều suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học vượt khó, tặng bình nước lọc và nguồn lực giúp nhiều hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường qua sáng xanh sạch tại ấp Chuối Tây, xã Bình Thạnh, tổng kinh phí trao tặng gần 200 triệu đồng. Thông qua chương trình nhằm phát huy tình đoàn kết tương trợ giữa Trà Vinh và Long An trong công tác chăm lo cho phụ nữ và trẻ em nghèo vùng biên giới. Để khơi dậy niềm tự hào, phát huy vai trò của tổ chức hội trong giai đoạn hội nhập, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đặc biệt là lập thành tích mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, tháng 5 năm 1992, tháng 5 năm 2022. Các cấp hội phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã lựa chọn nội dung, hình thức, đăng ký triển khai các công trình, phần việc, mô hình hoạt động trọng tâm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh như vận động xây dựng tuyến đường qua không rác thải, xây dựng cầu giao thông nông thôn, xây nhà mái ấm tình thương và tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng chỉ đạo các cấp hội tiếp tục tổ chức phát động và kêu gọi cán bộ hội và toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh tích cực đăng ký các công trình, mô hình, phần việc chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Thì qua cái phát động thì có 100% các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đăng ký thực hiện. Thì đối với cấp tỉnh thì tiếp tục vận động và đồng hành cùng với cơ sở hội xây dựng các mô hình sinh kế, xây dựng mái ấm tình thương, cầu giao thông nông thôn và hỗ trợ tặng quà cho học sinh nghèo và phụ nữ nghèo. Thì các hoạt động công trình phần việc đó thì các cấp hội hưởng ứng triển khai thực hiện. Bên cạnh đó thì các cấp hội đăng ký thực hiện trong năm 2022 để mà thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh bằng 25 công trình phần việc với tổng kinh phí là trên 3 tỷ đồng. Còn riêng công trình phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 thì các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện hoàn thành 148 công trình mô hình phần việc thiết thực chào mừng Đại hội với tổng kinh phí trên 11 tỷ. Để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội trong hệ thống chính trị và hình ảnh người phụ nữ thời đại mới, các cấp hội phụ nữ Trà Vinh tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh hơn, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển toàn diện của phụ nữ trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề phụ nữ khởi nghiệp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.